Quá trình điều tra, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, ông Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và nhiều cựu quan chức sai phạm trong đại án công ty Việt Á được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Cụ thể, C03 đề nghị giảm nhẹ với ông Nguyễn Thanh Long vì người này thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục số tiền nhận từ Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. C03 đề nghị xem xét giảm nhẹ đối với ông Phạm Xuân Thăng vì thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ông Thăng tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và có thành tích xuất sắc trong công tác, đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận của Phan Quốc Việt và Phạm Duy Tuyến, cựu Giám đốc CDC Hải Dương. Đối với ông Chu Ngọc Anh, được đánh giá là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác. Trong khi đó, ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, được xác định tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án, có thành tích xuất sắc trong công tác. Bị can Phan Quốc Việt thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ bản chất vụ án. Việc có đóng góp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phần lớn số tiền hưởng lợi gây thiệt hại tài sản nhà nước và tiền đưa hối lộ đã được thu hồi.